anh Hùng. Kéo cỡ. Kéo cỡ hả? Kéo cỡ nè các bạn. Dùng hai cái đinh đóng vào mũi dán đo kích cỡ xong rồi kéo. Sau khi anh Hùng cưa cây rồi xong công be, cưa được hai cái công be các bạn, thì bây giờ bắt đầu dọn dẹp là vô công be luôn nữa các bạn. Thiếu khoan thiếu tắc rồi, cũng hơi hơi buồn vậy đó. Mới bữa nay hôm qua anh làm thăm làm lãnh chứ lãnh rồi. Có hôm qua đi đi bạc liêu. Hôm qua em đi Đông Xuyên. Sáng không có quay ở ngoài được, bây giờ xuống đây quay ở ngoài. Nhưng mà có cái anh đang quay cái mình. Đâu có thôi thôi cái ấy đi. Cái nhà bên kia cho anh lấy cái cho nó lấy về bên kia cái anh đường. Mày quay được cái dầm gầy thì mày quay cũng cái dầm gầy thôi chứ mày quay được ở đâu. Má gọi nó quay vậy. Anh đang gửi hình ở bển để có hình ghe rồi luôn đó mà sao mà bên bển vô không được, anh cũng vô không được nữa. Có bình thường rồi đó, có cái Zalo cũ còn nó dùng. Rồi nhập vô xem một kỳ vậy trời. Cơm nước rồi. Có chỗ gàn cơm nha.
không gờ thôi, giờ cắn mắt bên của tôi à. Đẩy có con té luôn rồi chú. Đâu có, cưng phải xích đằng này chút nè, có gì cưng lui được. Ừ. Đi ra xích ra, bung ra đây chút. Rồi, nhìn. Gãy đó nha. Không, làm cái gì. Có số điện lên đâu? Sáng mới sinh Hùng. Cái đó là nó thay miếng chỉ miệng luôn rồi đó, nó vô giống như chỉ miệng luôn. Sợ hả anh em? Giang cái chỗ cái đảo luôn giờ nè. Trời ơi, gần rồi. Anh có, anh có đây, anh có gì trời. Sao người ta cắt đổ mấy dừa cũng mấy hụt. Ngồi cái già sợ thở niêm. Anh cho ra đây ngồi nữa. Thấy không, nó la anh hoài đó. Mà tới chừng anh đi vậy thì ở đây nó kiếm như là khát sữa vậy đó. Đồng ý rồi mà có vô gì đâu trời nè. Anh nghe nè. Đó anh gỡ anh ghe qua rồi đó. Rồi gỡ lại giùm anh đi. Dừng móp cây. Kìa. Ôi mà ghét cái thắng không được muốn mở nữa kìa. Mà vậy mà hai ba bà. Bản cái quần còn muốn tuột lên được xuống nữa hai ba bà. Đó nói gì nói mày lo mày làm đồ cái đồ. Muốn cho một cái cả cứu đó. Cho xa chứ nó lên nha. Muốn cho cái đồ má nhà đứng. Đang cảo vô chỉ miệng ghe. Nhỏ mà mập mà lùng lùng đó ha, mà xấu đó là nó quánh chết luôn đó. Nó nói là nó mặn, nó nuôi người dân không à, mà nó cực gì nè, lúc quánh đậu quá, lúc đó rồi khóc. Đúng rồi, chiếc đó mỗi chiếc này 40 không à. Quay một cái tới luôn mà. Xuống rồi.